Chào tất cả các bạn, giới thiệu với các bạn đây là cái hồ mình xây để mình nuôi cá tre lơ này các bạn. Thì cái hồ này mình xây cũng tương đối nhỏ thôi chứ không có to. Nuôi cá tre lơ mình nhập giống gì, lúc mình mua gì nó còn bằng ngón tay út các bạn, nó xíu à, nay mới có 15 ngày mà nó to nó lớn nhanh luôn á. Giờ một con bình quân nó vẫn to bằng cả hơn ngón tay rồi. Mình về mình cũng xiên cho nó ăn thường xuyên các bạn. Mình cho ăn buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, mình cho ăn đều ngày ba bữa. Và cái hồ này thì mình không có che bọt ở trên, mà mình lấy cái bèo đó các bạn, vớt bèo, mình vớt cái bèo mình đem về ngoài ô á, mình đem về mình bỏ lên trên mặt nước cho nó mát. Mà cá tre nó cũng ăn rút ở dưới cái chân bèo này các bạn, ăn rút lắm, mát. Mỗi lần mình cho ăn ra là nó quen rồi, nó lên. Có cái bèo này nhìn nó mát mà nó bèo nó trổ bông rồi các bạn, thấy xinh này. Thì mình vừa nuôi cá mình vừa làm cảnh luôn. Mà lần đầu tiên mình nuôi cái giống cá này, mà phải công nhận là cái cá này nó lớn rất là nhanh các bạn. Nó lớn mà mình thấy nó lớn từng ngày luôn á. Bèo nha, và bỏ bèo cũng rất là xinh đúng không các bạn. Bèo nhìn đẹp đúng không? Bây giờ mình cho nó ăn khuya nè các bạn. Cứ khuya là mình ra mình đem thức ăn ra mình cho nó ăn. Thì lúc thì mình cho nó ăn cóm, lúc thì mình cho nó ăn cơm, lúc thì mình làm cho nó một con gà mình thả với cho nó ăn. Cá này nó ăn cũng mạnh lắm các bạn, ăn mạnh mà nó lớn cũng nhanh. Không biết có anh em nào bên kênh có nuôi cá giống mình không ạ? Tôi lần ra cho em mình để nó ăn nhìn thấy thích lắm các bạn. Đây của mình nuôi trải nghiệm thôi. Đây là mình nuôi chứ mô hình mình nuôi trải nghiệm thôi chứ không phải là mình nuôi để kinh tế. Mình nuôi nếu mà có mua cái mô hình là mình nuôi mà nó đọt, nếu mà có đầu ra ổn định thì chắc chắn mình sẽ làm nhân rộng lên, tiếp tục mình nuôi tiếp. Nhưng mà mình cũng giới thiệu với các bạn mấy nhiêu thôi, mình cũng xin dừng cái clip ở đây. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn xem các bạn nhớ đăng ký kênh và nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình rất thích làm video để cho mình có động lực mình làm những cái video mới các bạn nhé.